Em thanh lý dàn cẩu 1 tấn nha anh em. Con này em đã test hoạt động ok hết rồi. Do nhu cầu của khách đặt á, mà làm công trình, nhưng mà đến lúc làm xong thì không làm công trình nữa, không có nhu cầu nữa. Thì khách nhờ em bán lại thì em bán cho khách luôn ạ. Đó. Loại này là 1 tấn. Có hai chân tú hai bên, em đã gác hết rồi đây nha anh em. Bây giờ anh em nào mà có nhu cầu á, thì em chỉ cần cắt một cái là xong. Đây, cái cẩu của nó đây là Unix 960 kg này ạ. Thì mình cứ gọi là 1 tấn. Em đã test chạy ok hết rồi, có video rồi nha anh em. Hai khúc ạ, một khúc trên kìa. Rồi một khúc đây là đẩy thủy lực ạ. Đó. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ em 0982411160. 35 triệu nha anh em. Giá tại xưởng á. Test ok hết cho anh em rồi. Đó, 35 triệu. Anh em nào về gắn vào xe ba gác hay là cái nhu cầu gì đó của anh em cần cẩu thì đó, ok rồi, chỉ việc về dùng thôi, bảo dưỡng hết rồi, test rồi. Giá 35 triệu đây ạ. Giá 35 triệu là giá tại xưởng ạ.